Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi mua đồ để gửi về Việt Nam nè. Chỗ này mình đếm được 321 oi nhưng mà không biết liệu có đủ để cho mình mua đồ nữa không. Nay là một ngày nắng cực kỳ đẹp luôn. Tuy nhiên là mình thấy hơi khó chịu ở trên mặt bởi vì là mình vừa mới bị Covid xong ấy. Mình bị phát bệnh viêm da da thế nên là hơi khó chịu. Đây là trên con đường quen thuộc để mình đi ra bắt tàu để lên trên Berlin để mua hàng ấy. Đằng xa xa kia là có siêu thị Rossmann, nhưng mà bởi vì hôm nay mình đi mua nhiều vì vậy là mình đi tàu lên Berlin. Ở trên đó có nhiều siêu thị DM và Rossmann hơn thì mình có thể mua được nhiều hàng hơn. Đây là bảng giờ tàu nè. Và bên kia mình muốn đi lên Berlin thì là mình sẽ phải sang bên kia đường. Bên kia đường ray đấy. Bây giờ là mình chờ một chút nữa. Các bạn thấy ở kia là số 2 và hướng đi Magdeburg. Đi về Magdeburg thì mình sẽ đi qua Berlin, vì vậy là mình đứng ở bên này. Mình và cũng rất là nhiều người đang chờ tàu đấy. Con tàu đỏ nó đang chuẩn bị đến rồi kia kìa. Đây là tàu đỏ. Tàu đỏ đi về Magdeburg và đi qua Berlin. Mình vừa trên tàu và hôm nay là mình ngồi ở trên tầng 2 để có thể nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp hơn. Ở bên này mình thấy chủ yếu là rừng ấy. Vừa đi qua thành phố mình ở một chút là những cánh rừng to tướng như thế này luôn, bạt ngàn. Bắt đầu là mình đã đi vào chỗ kia là có tháp truyền hình. Là mình đã đi gần vào trong trung tâm thành phố Berlin rồi. Đằng xa xa chỗ tháp truyền hình đấy thì là Alexanderplatz. Và mình vừa xuống Alexander. Bạn thấy đằng xa xa bên tay trái của mình là có một cái siêu thị DM đấy. Ở quanh khu vực này thì mình tìm thấy được 3 cái siêu thị DM luôn. Chỗ kia là cột đồng hồ thế giới. Ở đây bạn có thể xem được giờ trên toàn thế giới luôn. Và mình đi một chút nữa là có một cái siêu thị DM nữa đây nè. Mình vào trong siêu thị và bây giờ là mình đi nhặt đồ. Chỗ này là quầy đựng mỹ phẩm, đủ các loại mỹ phẩm từ các hãng. Ở siêu thị DM thì có các hãng như Balea, Lavera, Nivea, nhiều hãng lắm nhưng mà mình không nhớ tên được ấy. Ở chỗ này thì là thuốc nhuộm tóc này. Thuốc nhuộm tóc cũng có nhiều hãng, ví dụ như Brilancer hay là hãng gì của Paris nhờ, mình không nhớ tên nữa cơ. Tại vì mình ít mua. Còn bên này là sang quầy thực phẩm chức năng. Có nhiều hãng thực phẩm chức năng như Topen Health, TTZ. Hôm nay là mình đi nhặt viên uống chống nắng để gửi về Việt Nam này. Ô, ở đây ít quá, hình như là có 7 hộp thôi thì phải ấy. Đây là viên uống chống nắng mình mua để gửi về Việt Nam. Mùa hè Việt Nam chuẩn bị sang rồi, thế nên là nhu cầu viên uống chống nắng cao ấy. Các bạn có nhắn tin cho mình mua rất nhiều, vì vậy là mình mới đi vài cái siêu thị DM để mình nhặt này. Nãy ở siêu thị kia có ít viên uống chống nắng quá, thế nên là mình lại vừa chạy ngay sang cái DM khác có nhiều viên uống chống nắng hơn. Và ở đây thì mình có đi lượn lờ chỗ mỹ phẩm. Ở đây là cái kem nẻ của Zoff, quần Nivea. Bên này là có son các bạn cũng đang đặt nhiều, thế nên là mình cũng nhặt vô tội vạ luôn, nhiều son đó, mình nhặt nhiều. Đây là tẩy da chết vị dừa cocos, mình cũng nhặt tẩy da chết. Còn đây là son dưỡng dầu argan quả mọng, mình nhặt cũng nhiều luôn. Còn tiếp theo là mình sang chỗ mặt nạ để mình nhặt mặt nạ cho mấy bạn mà đặt order ấy. Sau
sau khi nhặt xong rồi thì mình bắt đầu ra thanh toán ở đây. Và thanh toán xong thì giờ mình chuẩn bị đi về thôi.